Tây Ban Nha đã đánh bại Anh với tỷ số 2-1 trong trận chung kết với các bàn thắng của Nico Williams và Mikel Oyarzabal. Đội quân của Luis de la Fuente trước đó đã đánh bại chủ nhà Đức và ứng cử viên vô địch Pháp trước con đường tiến đến trận quyết định tại Berlin. Bên cạnh danh hiệu tập thể thì Tây Ban Nha còn có thêm những cá nhân được vinh danh. Rodri đã được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu, trong khi đó thì người đồng đội Lamine Yamal đã giành giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải đấu. Rodri, 28 tuổi, đã đá chính ở trong 6 trong 7 trận đấu của đội tuyển quốc gia tại kỳ Euro vừa qua. Anh chỉ ngồi ngoài trong trận vòng bảng cuối cùng khi đội tuyển Tây Ban Nha đã giành quyền vào vòng 16 đội. Cầu thủ của Manchester City đã có ảnh hưởng lớn đến đội tuyển quốc gia trong suốt Euro 2024. Thậm chí anh còn ghi bàn trong chiến thắng ở vòng 16 đội trước Georgia. Rodri đã phải rời sân với chấn thương sau hiệp 1 trận chung kết khi gặp phải vấn đề ở gân khuèo và được thay thế bởi Martin Zubimendi của Real Sociedad. Giải thưởng của Rodri đã khép lại một giải thành công của anh khi tại câu lạc bộ thì tiền vệ này cũng đã giúp cho Man City giành chức vô địch Premier League. Thất bại duy nhất mà Rodri phải chịu khi chơi cho câu lạc bộ hoặc đội tuyển quốc gia trong suốt mùa giải vừa qua là trận thua ở trận chung kết FA Cup trước Manchester United vào cuối tháng 5. Trong khi đó thì tiền đạo Lamine Yamal của Barcelona, người có 4 pha kiến tạo nhiều nhất giải đấu, được vinh danh là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Euro. Đây là giải thưởng được trao cho cầu thủ xuất sắc nhất ở độ tuổi 22 trở xuống. Đồng đội của anh tại Barcelona là Pedri, người đã bị chấn thương trong chiến thắng ở tứ kết trước Đức, đã giành giải thưởng này tại Euro 2020. Lamine Yamal đã trở thành cầu thủ trẻ nhất góp mặt trong trận chung kết UEFA Euro hoặc FIFA World Cup ở độ tuổi 17 tuổi và một ngày, phá vỡ kỷ lục của Pele trong trận chung kết World Cup 1958. Khi đó thì Brazil đã gặp Thụy Điển ở độ tuổi 17 tuổi, 249 ngày. Trong khi đó thì chiếc giày vàng giải vô địch châu 2024 đã được chia cho 6 người sau khi 6 cầu thủ có cùng 3 bàn thắng sau trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Anh. Tiến vào trận chung kết ở Berlin, Harry Kane của Anh, Dani Olmo của Tây Ban Nha, Ivan Strand của Slovakia, Josh Mikotase của Georgia, Jamal Musiala của Đức và Cody Gakpo của Hà Lan đều có 3 bàn thắng. Ngoài ra thì đã có 2 cầu thủ chơi với 2 bàn thắng trong trận chung kết, đó trước Bellingham của Anh và Fabian Ruiz của Tây Ban Nha. Cả Kane và Olmo đều không thể ghi thêm bàn thắng trong trận chung kết. Cầu thủ người Anh bị thay ra khỏi sân ở phút 61 sau khi gặp khó khăn trong việc tác động đến trận đấu. Còn Olmo thì không thể tìm thấy mảnh lưới trong trận đấu thứ tư liên tiếp. Nhưng sự hiện diện của anh vẫn được cảm nhận với một cú đánh đầu quan trọng ngay trên vạch phối để phá cú đánh đầu của Mark Weahy vào cuối trận. Bàn thắng đầu tiên của Kane tại giải đấu này đến trong trận đấu vòng bảng thứ hai của tuần Anh, khi tiền đạo của Bayern Munich đưa Tam Sư vào lên dẫn trước với một nỗ lực giữ điểm cận ở trận hòa một đều với Đan Mạch. Bàn thắng thứ hai của đội trưởng tuyển Anh là cú đánh đầu trong hiệp phụ để giành chiến thắng trong trận đấu vòng 16 đội trước Slovakia. Bàn thắng thứ ba của anh là quả phạt đền gỡ hòa trong chiến thắng 2-1 ở bán kết trước Hà Lan. Còn Olmo thì nổi lên như một ứng cử viên bất ngờ cho giải thưởng chiếc giày vàng năm nay khi tiền vệ tấn công của RB Leipzig không có trong đường xuất phát ưa thích của Luis de la Fuente khi bắt đầu giải đấu. Anh chỉ có bàn thắng đầu tiên tại Euro trong chiến thắng vòng 16 đội của Tây Ban Nhà trước Georgia và sân thay người trong hiệp 2 và ghi bàn thắng thứ tư trong chiến thắng 4-1. Olmo sau đó đã ghi bàn thắng trong chiến thắng 2-1 của Tây Ban Nha trước chủ nhà Đức ở tứ kết khi vào sân thay Pedri trong 10 phút đầu tiên của trận đấu. Và anh đã ghi bàn trong chiến thắng ở bán kết của Tây Ban Nha trước Pháp. Ngoài ra thì cũng có một số thống kê đáng chú ý khác. Tây Ban Nha đã lên ngôi cao nhất giải vô địch bóng đá châu UEFA lần thứ tư, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trong lịch sử của giải đấu. La Rosa đã vô địch vào các năm 1964, 2008, 2012 và 2024. Tây Ban Nha thắng cả 7 trận tại Euro 2024, trở thành quốc gia châu đầu tiên thắng 7 trận tại một giải đấu quốc tế lớn và chỉ là quốc gia thứ hai, cùng với Brazil tại World Cup 2002 làm được điều này. Alvaro Morata và đồng đội đã ghi được 15 bàn thắng tại Euro 2024, nhiều nhất trong một kỳ Euro từ trước đến nay. Ngược lại thì anh đã trở thành quốc gia đầu tiên trong lịch sử giải vô địch bóng đá châu, thua 2 trận chung kết liên tiếp, thủ ý tại Euro 2020 và Tây Ban Nha ngày hôm nay. Huấn luyện viên đội tuyển Anh Gareth Southgate đã trở thành huấn luyện viên đầu tiên trong lịch sử của giải vô địch châu UEFA phải chịu thất bại ở 2 trận chung kết. Trận đấu hôm nay là trận đấu thứ 45 của anh tại UEFA Euro. Tam sư đã chơi nhiều hơn 19 trận so với bất kỳ quốc gia nào khác nhưng chưa bao giờ giành chức vô địch. Bóng đá chưa thể quay về nhà, thật tiếc cho đội tuyển Anh.